rất quan trọng đâu. Bởi vì trong một cái không gian nhỏ, trong một cái thời khắc kinh tế chúng ta đang rất là khủng hoảng, và nhìn cái tâm thế, cái thân thể tương lưu với cái quà tặng với cái hoa anh như thế này thì đấy là một điều tuyệt vời. Tôi nghĩ là trước tiên là mọi người cảm ơn tất cả mọi người, một vị khách quý đến để chúng ta có một bữa tiệc nó vui vẻ. Hôm nay là một cái ngày vô cùng là đặc biệt, cùng người là rất đặc biệt của Phúc Linh, người vừa là doanh nhân, vừa là người gieo mầm và cũng là người truyền lửa cho tất cả các cộng đồng viên Phúc Linh và đến những cộng đồng sinh viên của trường đại học nữa. Ngôi nhà Phương Linh là khách hàng của mình là mạnh khỏe hạnh phúc, và Phương Linh hùng mạnh trong những năm tới.